này, chỗ này bây giờ nó có cái từng cái. Vâng, có cái chỗ nấp ở đấy. Nhưng mà dễ bắn vào mồm thôi. Ăn thêm nước. Xe máy lên. Con làm thêm anh cần không? Hình như có ô tô lên anh ơi. Vừa nghe tiếng kiểu đá xe ấy. Phát đầu đạn quá. Hình như có tiếng người đến. Đúng rồi. Đóng cửa, vào đi, vào đi, vào đóng cửa đi em ơi. Em cứ bắn đi, em cứ bắn đi, em cứ bắn trên nó đi, cứ bắn đi cho nó tưởng mình không để ý đi. Vào phòng kia đi, vào phòng kia đi, vào phòng kia đi, vào phòng kia đi. Bắt đầu lên nhá, bắt đầu lên nhá. Ok. Em có lửa không? Không, không, không.
Nó ngay gần rồi. Ngay gần cửa. Em ra cửa này, ra chỗ anh trông đi. Giờ cứ quẩn hết, chạy té cướp ra rồi. Ngay góc bên kia. Em biết. Rồi, xong rồi. Chán lắm. Đấy, hai chú. Dịch, dịch, dịch. Ba lô ba em ơi. Kìa. Ây à, ngoài vòng rồi. Đi không? Một lượt vào đây. Chấm vàng có người. Lấy đồ xong rồi xuống kia luôn. À không kịp. Anh cứ dê xe xuống trước đi. Còn nó đang bắn nhau ở kia. Chấm vàng, em cứ bắn bắn chấm vàng đi, bắt ở chấm vàng đi đã. Thằng chấm vàng đang nằm giữa đầu. Mình lại bắt chấm vàng đi em ơi. Từ từ em bắn bọn này, không thần là cứu. Dê xe được rồi. Không cứu. Kẹp. Hả? À đủ. Ấy, được rồi nhá. Ôi, chết. Đi luôn cả anh ơi. Bọn ở chấm đỏ là còn một. Không thì đợi. Thận bên kia bắn. Anh ơi. Sờ mốc đi rồi anh quay lại anh đó. Sờ mốc đi. Ơ đi mẹ, bên cạnh có này. Vãi. Ở ngoài bo. Bọn đấy bị bắn, em biết rồi, em bắn bọn đấy mà. Đi anh ơi. Em ra đây đi, đi. Xe bên này, cứ đi anh chạy, anh bắn điểm trợ cho. Thằng đấy ngất rồi, ngất ngất tiền gì. Ở đây không? Cứ chạy vào đây đi. Đi anh ơi. Nhanh không bị nó phá lốp ấy. Đấy là cái gì? Tròi à? Vâng. Đấy. Có người trong tròi rồi. Trước mặt có người hướng bên phải một tí là có người đấy. Đấy thằng mặt mình là có người, đang vừa chạy bộ. Đẩy mẹ tròi luôn nhá, đẩy tròi luôn nhá. Ok. Cẩn thận nếp xuống. 1 2 vào luôn. Chỗ vừa nãy bắn mình ở ngoài vòng ấy. Ừ.